Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong ở cái bài số 7, đó chính là hình bình hành. Cái bài này rất là dài và chúng ta sau khi mà hoàn thành xong cái bài số 7, chúng ta đã nắm được các cái tính chất, các định lý và dấu hiệu để nhận biết hình bình hành. Hay nào? Thì trong cái khóa học online của thầy thì khi thầy up trên trên kênh chính ấy, thì chỉ có một vài video thôi. Để mà các em muốn nhận đầy đủ thì bắt buộc chúng ta phải đăng ký vào khóa học online của thầy nha. Còn bạn nào không có điều kiện thì thôi, chứ còn ở đây thầy cũng không bắt buộc bạn nào cả. Ok, rồi trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 8, đó chính là đối xứng tâm. Đối xứng tâm, như vậy thì trước khi đi qua cái bài này, các bài tập ở trong bài 8 này, thì chúng ta thầy sẽ quay cho các em thứ nhất là về định nghĩa, hai tính chất, thứ ba dấu hiệu của cái đối xứng tâm ở trong sách giáo khoa, và thầy phân tích lại để chúng ta nắm một số kiến thức cơ bản nhất về đối xứng tâm. Sau đó chúng ta sẽ đi chứng minh các cái bài ở trong sách cho em nhé. Sau bài tập, ok. Đây các em, đây là thầy đang quay ở trong sách giáo khoa nhé. Đây là sách giáo khoa ở trang 93, nghĩa là thầy sẽ cung cấp lại. Đầu tiên là phần lý thuyết để chúng ta nắm sơ qua, được chưa nào? Như vậy thì hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm. Các em nhìn thầy hình 74 nè. Các em thấy điểm A và điểm A phẩy không nào? Điểm O. Để mà cái điểm A phẩy này mà đối xứng với A qua cái điểm O này, thì cái điểm O này chính là gì các em? Điểm O này chính là gì? Điểm O này chính là trung điểm. Trung điểm của đoạn thẳng AA phẩy, thì khi đó A phẩy sẽ đối xứng với A qua O. Thấy được chưa nào? Đây này. Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Như vậy thì để hai điểm này đối xứng với nhau thì từ khi O này chính là trung điểm của đoạn thẳng này. Đó là cái thứ nhất. Được chưa? Ok. Chúng ta đi sang phần thứ hai nè. Phần thứ hai đó chính là hai hình đối xứng qua một điểm. Nhìn các em, nhìn thầy ở cái hình 75 nè. Ở đây người ta cho cái hình ở đây là cái đoạn thẳng AB và một cái điểm O ha. Người ta yêu cầu chúng ta phải vẽ một cái đoạn thẳng AA phẩy mà đối xứng của AB qua điểm O. Thì đây các em, các em thấy người ta hướng dẫn các em cách vẽ không nào? Như vậy thì để mà tạo được cái đoạn thẳng AA phẩy B phẩy này, thì chúng ta đầu tiên sẽ lấy cái điểm A phẩy này đối xứng với A qua điểm O, thì chứng tỏ O này chính là trung điểm của AA phẩy. Tương tự như vậy, nhìn được em, B phẩy, O cũng chính là trung điểm ha. Như vậy chúng ta lấy điểm C nó thuộc AB ha, và lấy điểm C phẩy thuộc A phẩy B phẩy, khi đó O này cũng chính là trung điểm, ta dùng thước ta kiểm nghiệm, được chưa nào? Đó. Như vậy tổng quát chúng ta có là gì nè? Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại. Đó chính là phần định nghĩa mà chúng ta cần phải nắm để vẽ hình đối xứng. Ví dụ chúng ta cần vẽ chiếc lá hay là vẽ một cái bất kỳ cái hình nào, thì các em sẽ vẽ tương tự giống ở hình 76. Ok, chúng ta đi xem hình tiếp theo nhé. Tại vì ở đây á, trong clip ở trong sách giáo khoa thầy đã dạy cho các em rồi. Các em muốn biết thì vào, khi chúng ta học thì chúng ta phải học theo trình tự là sách giáo khoa trước, sau đó sẽ bài tập. Nhưng ở đây thầy sợ các em lại quên mất bỏ qua sách giáo khoa, nên thầy sẽ giảng lại một chút, được chưa? Ok. Chúng ta có một phần nữa, đó chính là hình cả tâm đối xứng ha. Đó chính là giao điểm của hai đường chéo của hình gì đây các em, mà chúng ta được học rồi. Đó chính là hình bình hành, được chưa? O này chính là gì? Là điểm đối xứng của AC với lại BD. Hãy nói O này chính là gì? Là tâm đối xứng của hình bình hành. Ok. Chúng ta đi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần sách bài tập nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 92 các em nha. Chẳng tha thầy bỏ ra vài phút như vậy mà chúng ta sẽ hiểu không? Rồi chúng ta đi sang bài 92 các em. Tay thầy bị thương chưa lành. Ok. Cho hình 13. Trên 13 là hình đây các em. Trong đó ABCD là hình bình hành, nghĩa là người ta cho chúng ta biết trước là ABCD này là một hình bình hành, được chưa nào? Chứng minh rằng ở trên này này, người ta theo ký hiệu đó, là các em thấy là B chính là trung điểm của gì? B chính là trung điểm của AM, tại vì BA bằng BM. Còn D này chính là trung điểm gì? Trung điểm của AN, nghĩa là DA bằng DN, người ta ký hiệu giống nhau, thấy chưa nào? Khi người ta nhìn hình, ta phải biết cách phân tích hình như vậy các em nhé. Ở đây người ta yêu cầu chứng minh rằng điểm M đây đối xứng với N qua C ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kể
Ok. Chúng ta nói MN là thầy sẽ mượn cái hình ở trong sách để thầy giảng cho các em nhé. Ok, chúng ta nhìn định hình rồi thầy sẽ hướng dẫn các em này. Quan trọng ta nhìn hình trước, em hiểu không nào? Rồi ok các em. Bây giờ chúng ta cũng nên nói DVB là các em. DVB lại nhá. Như vậy thì các em nhìn định hình nào. Vì cái tứ giác ABCD, ABCD là một hình bình hành, chứng tỏ gì? Cái cặp cạnh đối của nó song song và bằng nhau. Như vậy AB này nó sẽ bằng với DC và bằng với BM, được chưa? AD nó sẽ bằng với BC và bằng với DN. Ok, chúng ta phải biết được điều đó trước. Như vậy thì tứ giác ABCD là hình bình hành, nên ta suy ra AB sẽ song song với DC, được chưa nào? Và AD sẽ song song với BC. Bây giờ chúng ta sẽ xét hình thành cái tứ giác này các em này. Xét tứ giác BMCD, thấy BMCD ta có gì? Ta có BM sẽ bằng với DC vì nó cùng bằng với AB ở đây, được chưa? Cái thứ hai là nãy chúng ta có là AB song song với DC, chứng tỏ BM này cũng sẽ song song với DC, nên ta suy ra cái tứ giác BMCD này chính là hình gì? Chính là hình bình hành. Khi nó là hình bình hành rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì các em? BM sẽ song song với DC và đồng thời BM này, chào các em, nó đã song song và bằng với DC rồi, thì bây giờ chúng ta suy ra cặp cạnh ngược lại các em này. Suy ra BD sẽ song song MC và BD này cũng sẽ bằng với MC, làm ta ký hiệu thành là một, nghĩa là ở đây chúng ta cần chứng minh C chính là gì? Là trung điểm của MD, nghĩa là chúng ta đưa về chúng ta chứng minh MC sẽ bằng NC. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chứng tỏ C này chính là gì? Là trung điểm của MN, khi đó M sẽ đối xứng với N qua C. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì chúng ta chứng minh được cái tứ giác BMCD là hình bình hành rồi, thì chúng ta suy ra được MC sẽ bằng với BD. Bây giờ nếu như chúng ta chứng minh được NC mà bằng với BD nữa thì coi như NC sẽ bằng với MC. Như vậy thì chúng ta cũng xét nhìn thấy cái tứ giác BDNC, liệu cái hình này có phải là hình bình hành hay không em? À phải. Vì sao? Vì DN song song với BC và đồng thời DN sẽ bằng với DC và cùng bằng với AD, nên cái tứ giác này là hình bình hành. Nên khi nó đã hình bình hành rồi, chúng ta suy ra là gì em? NC sẽ bằng với DB và NC sẽ song song với DB, ta ký hiệu là 2. Nên ta suy ra DC này chính là gì? Là trung điểm của NM, nên M sẽ đối xứng với N qua C. Xong cái bài này chúng ta sẽ làm như vậy, các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta trình bày bài nhé. Ok, ta có này. Vì cái tứ giác ABCD là hình bình hành, ta có được điều gì các em? Ta có là AB sẽ song song cái gì? CD. Hay là nếu như AB song song với CD, hay là gì các em? BM cũng song song với CD ha. Hay BM cũng sẽ song song với CD. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xét cái tứ giác BMCD này nhá. Được chưa nào? Chúng ta sẽ xét cái tứ giác BMCD có như các em, BM song song với CD và đồng thời BM nó cũng bằng với CD. Ở đây là cùng bằng với AB này, ta giải thích ra rõ ra như vậy, được chưa? Nên ta sẽ suy ra cái tứ giác, cho nó bị hợp xuống nên khó viết một chút em nhé. Đây, rồi. Nên ta suy ra cái tứ giác BMCD là hình gì em? Là hình bình hành. Vì sao nào? Vì có cặp cạnh đối, có một cặp đi, một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể đóng mở một đơn. Ok. Như vậy thì chúng ta chứng minh nó được hình bình hành rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được điều gì các em? Suy ra chúng ta có BD, hay là nói cách khác là MC sẽ song song với BD, và
MC sẽ bằng với BD, ta ký hiệu thầy đây là 1. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm đối với tứ giác BDNC. Có được chưa? Đó. Chúng ta ở đây cũng vì cái tứ giác chúng ta làm y xì các em, ABCD là hình bình hành. Ta có cái gì các em? AD sẽ song song với BC. Hay nói cách khác là gì các em? DN sẽ song song với BC ha. Rồi. Như vậy bây giờ chúng ta cũng xét cái tứ giác. Xét tứ giác thì các em BDNC có, ta có gì đây? DN song song với BC nào. Và đồng thời gì các em? Chúng ta có cái gì nào? BC thì bằng gì? DN ha? Vì nó cùng bằng với AD ở đây. Thì chứ nào? DN sẽ bằng với BC, tại vì ở đây nó cùng bằng với AD. Được chưa nào? Nên chúng ta suy ra cái tứ giác BDNC là hình bình hành. Được chưa nào? Khi nó đã là hình bình hành thì chúng ta sẽ suy ra cái cặp cạnh như em, NC sẽ song song với DB và đồng thời NC sẽ bằng với DB ha. Suy ra NC song song với DB và NC cũng bằng với DB, ta ký hiệu thầy đây là 2, được chưa? Ok. Từ 1 và 2 ta suy ra được cái gì các em? Suy ra được ba cái điểm này nó như thế nào, MCN nó như thế nào, nó cùng song song. Hai cái đoạn này nó cùng song song với DB, chứng tỏ MCN này là thẳng hàng trước. Mà đồng thời chúng ta có CM sẽ bằng CN nên C chính là trung điểm của MN. Nên khi đó chúng ta suy ra M sẽ đối xứng với N qua C. Được chưa? Rồi chúng ta suy ra M phải C phải N thẳng hàng. Được chưa nào? Và gì em? MC sẽ bằng CN. Được chưa? Vậy M và N đối xứng qua đâu em? Đối xứng qua C. Xong. Được chưa? Ta có bài 92 em. Cái hình vỉ em à. Thế vậy cho là một bài không phải đơn giản đâu em. Chúng ta cần phải nắm kiến thức cho nó vững, rồi từ đó chúng ta sẽ làm. Chứ làm một bài tổng hình thì nó em không đơn giản. Các em mất kiến thức cơ bản, mất gốc là các em nên học lại từ năm lớp 7 nhé. Phần tam giác rồi các em, ta phải nắm cho chắc. Chứ còn các bạn cứ hay nhắn comment giùm thầy, thầy ơi bữa em bị mất gốc trầm trọng. Môn hóa thì các em nên đăng ký vào chuyên đề của thầy. Còn toán thì chúng ta nên học từ năm lớp 7 nhé, phần tam giác. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 93 các em nhé. 93. Được chưa? Các em thấy rất rõ đúng không? Ta có bài 93 các em. Cho hình 14 phía bên kia một tí nữa thầy sẽ vẽ lại. Thôi để thầy vẽ lại nha các em nha. Hình bên mà để bên nghe cũng mỏi chứ. Rồi đây chính là hình 14 nha. Học hình mà không có hình thì chịu. Như thầy thì nói không có hình mà nói tự chứng minh được thì chắc bó tay chậm cơm các em ạ, chứ không thể nào chứng minh được đâu. Chỉ có nhìn vào sách giải viết thì chịu. Chúng ta phải nhìn trên hình mà chúng ta phải hiểu ha. Cho hình 14, hình này trong đó DE song song AB đó, thầy kể là song song rồi. DF song song AC chứng minh rằng E đối xứng với gì? E này đối xứng với F và Y. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nói E với F là ha. Như vậy thì khi sau khi thầy nói E với F lại, mà để chứng minh được E với F là E đối xứng với F và Y, liệu chúng ta chứng minh được cái tứ giác AFB
DI này là hình bình hành hay không em? Được không? Nếu chúng ta chứng minh được, tại vì ở phần 3 hồi nãy trong sách giáo khoa thầy đã quay rồi, hình có cái tâm đối xứng em, thì khi đó Y sẽ là tâm đối xứng của hình bình hành A, F, D, E. Nghĩa là Y này chính là giao điểm của hai đường chéo, chứng tỏ Y này chính là trung điểm của EF, nên Y sẽ đối xứng với F qua Y. Các em hiểu chưa nào? Rồi bây giờ thầy chứng minh cái tứ giác A, F, D, E này là hình bình hành cho các em xem nha. Nó rất là dễ các em, dựa vào kỹ dữ kiện bài toán thôi. Như vậy người ta đã cho em là DE nó đã song song với AB, chứng tỏ DE này sẽ song song với AF. Tương tự như vậy, người ta có DF sẽ song song với AC, chứng tỏ DF này cũng sẽ song song với AE. Có được chưa? Như vậy thì cái tứ giác AFDE có cái cặp cạnh đối của nó song song, có cặp cạnh đối song song với nhau, nên cái tứ giác AFDE sẽ là hình bình hành. Khi đó Y chính là gì? Mà Y chính là trung điểm của AD, nên EF nó sẽ đi qua qua Y, nghĩa là EE sẽ bằng EF. Tính chất của mô hình bình hành nên là gì các em? Nên E sẽ đối xứng với F qua Y. Xong. Tại vì thầy giảng thì lúc nào thầy cũng phải phân tích cái hình trước để các em nắm, chứ không phải là thầy ghi ra liền. Đó là cái điểm gọi là cũng khá hay của thầy. Mà khi chúng ta học trên chương trình của thầy thì chúng ta thấy bài nào cũng vậy, thầy giảng trước rồi mình cho ghi sau, đúng chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ trình bày vào. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, vì ở đây chúng ta có là DE song song với gì các em? AB, có phải theo giả thiết các em? Hay nói cách khác là gì? DE sẽ song song với AF. Được chưa? Một cái được em. Như vậy thì DF sẽ song song với AC cũng là giả thiết. Hay DF sẽ song song với AI. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái tứ giác AFDE là hình bình hành. Ở đây chúng ta có thể mở ngoặc ra là vì có cặp cạnh đối song song với nhau. Có được chưa nào? Đó. Mà Y là gì? Là trung điểm của AD. Không? Nên EF, nên EF đi qua trung điểm Y. Đó chính là gì? Ngay đây chúng ta suy ra đi các em, nên chúng ta suy ra IE bằng IF đi. Suy ra IE bằng IF, được chưa nào? Chúng ta kết luận luôn, vậy E và F đối xứng qua tâm Y. Ok. Bài chúng ta 93 rất là dễ các em. Đó. Dễ hiểu ha? Thầy nghĩ thế. Còn thầy không biết các em có hiểu không. Thầy làm thì chắc chắn thầy hiểu rồi. Còn quan trọng các em phải hiểu và trình bày được giống như thầy là mới ok. Hiểu một hiểu là một mà trình bày là hai các em. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta chuyển từ cái sự hiểu biết của chúng ta thành cái cách trình bày từ trên xuống dưới như thầy này. À, nghĩa là khi đó chúng ta sẽ rèn luyện cái kỹ năng trình bày lập luận. Cũng giống như môn văn các em, phải có mở bài, thân bài, kết bài. Các em hiểu như vậy. Đó, toán hình cũng vậy. Chúng ta phải nhớ nha. Ok, rồi. Clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau, thầy không biết thầy sẽ quay bài nào thì up trên kênh chính. Còn bắt đầu từ bài 94 thầy sẽ quay để up ở trên kênh không công khai, nghĩa là các em đăng ký khóa học online thì mình xem được. Ok, chúng ta dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo. Ok.